Thưa quý vị, chỉnh nha là một trong những kỹ thuật nha khoa ngày càng phổ biến xuất phát từ nhu cầu thẩm mỹ của người dân. Chỉnh nha đúng phương pháp sẽ giúp bệnh nhân có được khuôn mặt thẩm mỹ hơn, đồng thời hoàn thiện chức năng nha của mình. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu các kỹ thuật mới đang được Bệnh viện Răng hàm mặt Huế, cơ sở đầu ngành về răng hàm mặt thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế áp dụng. Chỉnh nha hay còn gọi là niềng răng giúp chẩn đoán và điều trị các tình trạng sai lệch khớp cắn do răng hoặc do cơ, do xương như răng chen chúc, khớp khểnh, răng hô mõm, khớp cắn chéo. Chỉnh nha giúp điều chỉnh vị trí của những răng sai lệch về đúng vị trí trên cung hàm, giúp cho răng đều, gương mặt cân đối hơn. Ngày nay chỉnh nha còn giúp dự đoán sự phát triển của xương hàm mặt, từ đó bác sĩ có thể giúp điều trị sớm để bệnh nhân có được khuôn mặt thẩm mỹ và chức năng nhai hoàn thiện tối đa sau này. Bệnh viện Răng hàm mặt Huế là bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa răng hàm mặt của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và là nơi điều trị với những kỹ thuật mới tiên tiến trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Khi trước mấy mà chưa làm răng thì cảm thấy răng của cháu rất là xấu, không đẹp được, là không tự tin với mọi người cho lắm. Mà khi ba mẹ có cháu đưa tới đây thì lúc đầu cũng hơi sợ, tại vì chưa biết làm răng như răng ra hết. Hơn cũng hơi sợ lắm, tại vì đục vô răng miệng tức rất là đau. Mà nói chung là trải qua mấy năm cực khổ thì mình cũng có cái đạt được thành quả của mình, là sau này ra đứng trước đám đông hoặc cười nở về mọi người thì đều rất tự tin mà không sợ gì hết đó. Thì tôi cũng quyết định là tìm đến đây bệnh viện răng hàm mặt của Huế và để chỉnh sửa cho cháu, để cho cháu nó được tự tin hơn và gia đình cũng là được an tâm hơn. Họ tư vấn rất kỹ lưỡng, khi đó chúng tôi mới quyết định là đem cháu đến điều trị. Các bác sĩ chỉnh nha sẽ tiến hành khám, kiểm tra tình trạng răng, lấy dấu răng, chụp X-quang xương hàm và sọ mặt, sau đó phân tích và dựa vào các dữ liệu đó để lên kế hoạch điều trị. Sau khám lâm sàng, bác sĩ chỉnh nha sẽ tiến hành thảo luận với bệnh nhân nhằm xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng trường hợp cụ thể, lựa chọn khí cụ thích hợp, thời gian điều trị dự tính, cung cấp giá niềng răng, thông báo rõ cho bệnh nhân có phải nhổ răng hay không nhổ răng và tiên lượng về sự thay đổi của răng hàm mặt sau khi niềng răng. Bác sĩ chỉnh nha sẽ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phân tích theo dõi trong suốt quá trình thực hiện chỉnh răng và thực hiện lấy cao răng, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, tiến hành đeo khí cụ hoặc gắn mắc cai và hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc răng miệng trong quá trình chỉnh nha. Cái phương pháp chỉnh nha hiện nay là cái phương pháp thông thường nhất, đó là chỉnh nha mà sử dụng cái mắc cai. Thì cái chỉnh nha sử dụng mắc cai thì mình sẽ sử dụng cái mắc cai gắn trên răng đi kèm với dây chung và cái dây cung. Thì cái loại chỉnh nha này á, là một cái phương pháp chỉnh nha truyền thống, và cái mắc cai sẽ được gắn trên răng, từ đó mình sẽ dùng cả cái lực để mà mình sẽ di chuyển răng về lại đúng vị trí. Một cái phương pháp chỉnh nha khác đó là chỉnh nha mà Invisalign. Thì cái này là sử dụng những cái mảng trong suốt giúp cho bệnh nhân là có thẩm mỹ hơn, thì bệnh nhân có tự tin trong giao tiếp hơn, và thứ hai là bệnh nhân có thể là tự tháo ra để vệ sinh. Trẻ thường thay những chiếc răng sữa đầu tiên vào khoảng 6 đến 7 tuổi. Đây là thời kỳ trẻ mọc chiếc răng cối đầu tiên trong đời, và bộ răng sữa sẽ được thay dần hoàn toàn trong khoảng từ 6 đến 12 tuổi. Thời kỳ này, khuynh hướng tăng trưởng xương hàm và khuôn mặt bắt đầu thể hiện rõ. Những thói quen từ thời thơ ấu như bù binh kéo dài, mụn ngón tay sẽ làm thay đổi hình thái xương hàm và ảnh hưởng đến sự mọc răng khá rõ. Cha mẹ bắt đầu nhận ra hình như con mình không giống những đứa trẻ khác. Trẻ trông có vẻ hô hoặc mõm, răng hơi bị chìa ra. Thì trong những năm gần đây thì cha mẹ thường rất là quan tâm đến cái sức khỏe răng miệng của con. Và thường bắt đầu khi mà trẻ bước vào cái độ tuổi thay răng thì bắt đầu sẽ có những cái lệch lạc. Thì cha mẹ là nên đưa con đến để bác sĩ chỉnh nha có thể tư vấn, là giúp để mà giúp cho trẻ có cái sự phát triển về xương hàm cũng như là có một cái khuôn mặt cân đối hài hòa về sau. Theo Hiệp hội Chỉnh nha Hoa Kỳ ADA, khi trẻ em 7 tuổi là thời điểm thích hợp để đưa trẻ đến khám với bác sĩ chỉnh nha. Việc thăm khám lâm sàng cùng những khảo sát phim X-quang toàn cảnh, phim sọ nghiêng sẽ giúp bác sĩ dự báo khuynh hướng tăng trưởng cũng như theo dõi việc mọc răng cho trẻ. Giai đoạn này, những sai lệch nếu có sẽ được bác sĩ can thiệp kịp thời bằng các khí cụ để điều chỉnh những lệch lạc về xương cũng như hướng dẫn giúp cho răng mọc đúng vị trí.
trẻ em ở độ tuổi này cũng đã có đầy đủ nhận biết để hiểu sự giải thích của bác sĩ và biết nghe lời bố mẹ, hợp tác điều trị nếu trẻ được động viên.